Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sáng Tốt Bụng. Hôm trước thì mình có làm một cái clip về máy rửa bát. Thì có một bạn là Tài Võ đã yêu cầu là làm review xem rửa có sạch không. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn nhé. Cái đồng bát này. Đây là cái đồng bát mà mình ăn tối hôm qua. Nhưng mình đã chưa rửa và tráng qua để ở đây. Đấy. Không cũng không cần phải nhất thiết là tráng qua đâu, mà kiểu mình gạt cái đồ ăn thừa đi ấy, tại vì mình để đến sáng nay mình mới làm, và vì cái máy này quay tối thì nó mờ quá. Đây bát đĩa, đây là ăn ăn cá nhá, nồi nấu này, đấy bát ăn cơm thìa muôi đấy. Thì bây giờ mình sẽ xếp vào máy và rửa để các bạn xem nhé. Đây là cái gì? Đây là trứng đấy, mình sẽ rửa nhé. Mình sẽ review qua về cái máy này trước. Máy này là máy rửa bát hãng Bosch, tên máy là SMS88TI03E. Nó là dòng 8, là dòng mình không biết là bây giờ nó có ra mới chưa, nhưng mà lúc mình mua thì nó là cao cấp nhất của hãng Bosch mà rồi nhá. Thì máy này là máy không phải là âm tường. À đúng rồi, nói chung là để ngoài, gọi là máy độc lập đấy, để ở chỗ nào cũng được. Thì còn vì sao mình cứ chọn cái con này? Tại vì là nó có ba cái dàn này. Thứ nhất là dàn trên là để những cái nhỏ nhỏ như bát đĩa, để như kiểu là dao, đũa, thìa, kéo, rồi những cái nhỏ nhỏ. Dàn này là để bát, đĩa, rồi những cái dưới này là đồ to như đĩa to hoặc là nồi niêu xoong chảo. Vì sao mình chọn cái to này? Tại vì là nếu mà dùng cái con bé, mấy cái con mà vào siêu thị điện máy mình thấy của Nhật hay là của Hàn Quốc thì gì đấy, thì nó bé lắm, nó không rửa được nồi. Mà không rửa được nồi thì các bạn sẽ chả nhẽ lại xếp bát vào đây, xếp đĩa vào đây mà nồi mình này đi rửa tay. Như thế thì nó lại quá tội, thành chia ra. Con này thì nó to này, nhiều khi các bạn mà nên chọn máy ấy, thì cứ to mà đấy, ba dàn đã xếp là phải xếp được hết thì nó mới bỏ công. Chứ bây giờ các bạn lại đi rửa dăm ba cái bát ở đây, mấy cái nồi lại rửa bằng tay thì nó quá tội, đúng không? Đấy, con này là có ba dàn, có sấy, cho nên là mình sẽ chọn. Và con này xuất xứ là xuất xứ từ đâu, review cho mọi người luôn nha. Xuất xứ từ Đức. Đấy, Robert Bosch cái gì đấy, tên hãng. Và chính hãng thì nó khắc laser lên cái chỗ này luôn nhá. Đây, made in Germany. Đấy. Tiếp theo là về giá. Giá con này nó tùy nơi bán, nó rơi tầm 35-40 triệu, chỉ tùy MediaMart hay là Pico hay là những cái cửa hàng bán bếp ấy. Nói chung là nó sẽ đi kèm với bảo hành của hãng. Về thời gian nhận máy ấy, thì bây giờ nó là tháng 5 năm 2020. Thì cái con này mà đặt thì nếu mà may thì có hàng ngay, còn nếu mà không thì đợi nó cũng khá là lâu đấy. Tại vì đợt này Covid, Covell mà thấy bảo là tầm tháng 8 thì mới có hàng về cơ. Về lắp đặt ấy, lắp đặt thì con này nó lắp đặt là quá ư là dễ luôn. Nó chỉ có một cái chân máy này. Cái chân này mua ngoài nhá, mấy trăm nghìn, giống như kiểu máy giặt các thứ ấy. Chân mình để lên kê để cho nó cao, cho nó khỏi nước non rồi bụi bặm, mình vệ sinh ở bên dưới được ấy. Rồi về thứ hai là chỉ có đường dẫn nước ra và đường dẫn nước vào. Mình còn chưa đi dây được cẩn thận đây. Vì phải đi dây về, phải cho nó gọn gàng, cộng với quấn kia lại cẩn thận. Đây là mình mới tạm ở đây thôi đây nhá. Và thứ ba là mình phải làm cái tiếp địa. Đây này, tiếp địa mình rút ra cho xem. Làm cái này, nếu mà nhà nào kiểu chung cư các thứ ấy có tiếp địa thì các bạn làm tiếp địa từ đây. Rồi thợ người ta sẽ làm cho. Nếu mà không làm tiếp địa là con này giật nhá, giật mạnh đấy. Mình không biết là cái hãng Bosch, cái hãng nước ngoài nó sản xuất kiểu gì, nhưng mà nhà mình là không có cái tiếp địa xịn xuống tận tầng 1. Mình làm là nối dây xong đóng xuống nền nhà này thôi. Cho nên là sờ vào đây này, nếu các bạn đi dép ấy thì không sao. Nhưng nếu mà các bạn đi trên đất là tê tê nhá. Không biết là cái này nhà sản xuất như thế nào, nhưng mình tư vấn cho các bạn là như thế. Còn nếu mà
mà xử lý thì nhà sản xuất đã đến xử lý cho mình nhá. Sờ vào đây là các bạn sẽ thấy hơi tê tê. Nếu mà làm tiếp địa thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều, hầu như là không tê nữa, nhưng mà các bạn vẫn phải đi dép thì nó hợp lý hơn. Đấy. Ở trong này thì các bạn có thể lôi cái khay này ra vệ sinh, nhưng thường thường là máy rửa bát thì nó tự rửa cái khay của nó luôn, trừ khi mình có cái kiểu như kiểu đồ ăn thừa nó to quá ấy. Thì còn đây là cái ngăn là mình đổ muối vào. Muối không phải muối ăn bình thường đâu các bạn nhá. Muối nó có cái muối rửa bát ấy. Không, cái muối này tác dụng không phải là để rửa bát mà là để khử nước cứng. Nước thì Việt Nam thì thường thường là nó sẽ chứa các ion, chứa các ion canxi magie gì gì đấy, đại loại là nó sẽ kết tủa khi đun nóng, và con máy rửa bát này nó sẽ đun nóng nước lên để rửa ấy các bạn. À đây nhá, mình cho các bạn xem này. Đây, nếu mà các bạn không khử nước cứng thì nó sẽ như này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, khi đun nước ấy, à đây tiện nói luôn là khi đun nước, mọi người đun sôi thì phải để cho nó sôi thêm khoảng tầm 5 đến 7 phút để cho những cái chất kết tủa nó kết tủa hết ra đây nhá. Thì khi mình uống vào ấy thì nó đỡ bị sỏi thận. Còn nước lúc nào cũng có những cái đây này, các bạn nhìn thấy ghê không? Cái này mà nó vào trong thận mình thì thôi rồi. Sỏi thận là cái chắc. Đấy, cho nên là để mà khử cái nước cứng này đi ấy thì mình cần cái muối kia. Đấy, bây giờ mình lại tiếp tục đi lại cho các bạn xem. Các bạn mua muối đổ vào đây. Ở khoảng mình mua trên shop y thì là khoảng 150 gì đấy một gói, một hộp 1 cân mình đổ vào đấy dùng rất là lâu luôn. Đấy. Tiếp theo là nước làm bóng. Nước làm bóng thì các bạn đổ vào đây. Đấy, ở trong này dùng bao giờ hết thì máy nó báo. Còn đây là mình để viên rửa bát vào thì đậy nắp vào thì dạ thì nó sẽ rửa. Cơ chế của máy rửa bát này thì nó đun nước nóng lên và nó phun để rửa. Nói chung là nó cũng giống như máy giặt thôi, nó phun rất là nhiều lần và nước nóng ấy thì nó sẽ rửa sạch được, cộng với cả cái chất tẩy rửa của cái viên rửa bát đấy nữa thì bát đĩa sẽ sạch. Thế còn bao nhiêu thức ăn thừa các thứ thì nó sẽ rơi xuống đây. Và sau khi đấy, sau khi rửa xong thì các bạn núp cái này là mang đi ra ngoài vệ sinh. Nhưng thường thường là nếu mà mình đã tráng qua rồi ấy, xong mình mới xếp bát vào đây thì nó chả có cái gì nữa đâu. Đấy, đây là trong máy nhá. Thế bây giờ mình sẽ cho giả cái này vào và bây giờ mình sẽ xếp này trên cùng trước này cái đũa. Thì muôi thì các bạn ví dụ xếp úp như này nhá, hoặc nghiêng như này. Thì sao? Tại vì là sau khi mà rửa thì nếu mà các bạn để như này thì rửa xong thì nước nó sẽ đọng vào chỗ này. Đấy, các bạn để úp như này thì hợp lý hơn. Đây, nhỏ nhỏ này. Đấy, mình cho này. Có cả muôi này. Đấy. Đấy, mà các bạn xếp kiểu này, đũa này, rồi dao này. Thì mọi người cứ bảo là có cái máy thì thà rửa tay cho xong, nhưng mà mình mới có máy được mấy hôm thôi thì thấy là như này, có cái máy này nó tiện cực kỳ luôn. Các bạn ví dụ như là đi về tối nhá, các bạn cần nấu cơm ăn nhanh chóng chóng để còn tắm rửa rồi còn giải trí hoặc là chăm con hoặc là dạy con học vân vân. Nhưng bây giờ có cái máy này nó rất tiện ở một chỗ nhá, là ăn xong các bạn thả vào đây, nó thích rửa lúc nào thì rửa, mình có nhiều thời gian để mình làm việc khác hơn, thế là tuyệt vời đúng không? Đây, cái ngăn thứ hai này, ngăn thứ hai mình xếp bát. Đấy, thì cứ xếp vào đây làm sao cho cái bát nó nghiêng nghiêng để cho khi rửa xong thì nó không bị đọng nước. Đây, các bạn xếp kiểu này cũng được. Đấy, nhớ là nghiêng nhá, nghiêng để không đọng nước. Cái này thì các bạn cứ xếp thoải mái nhé, không sợ là
Đây, xếp kiểu này đi, tại vì hôm nay mình cũng không nhiều bát lắm. Không sợ là nó hỏng bát đâu. Cứ mọi người cứ là sợ là rửa xong bát nó vỡ tùm lum tè loe thì không có đâu nhá. Thoải mái, nó phun nước thôi mà, có cái gì đâu mà vỡ. Đây, ví dụ đấy. Này, thớt này. Ở đây nó có cái để mình xếp nghiêng sẵn rồi đây này. Đấy. Mình xếp vào làm như thế nào để nó không che nhau vào nó. Đấy. À. Đó, chè chè vào mình hết bát đĩa nha. Đấy các bạn xong để ý này. Để ý là nó không cao quá cái này. Đấy. Thế là mình đã xếp xong bát vào đây. Và bây giờ là mình sẽ cho cái viên rửa bát vào các bạn nhé. Đây viên rửa bát này. Viên rửa bát thì mình vứt ở đây. Một viên thường thường là bẻ ra sẽ được mấy lần rửa. Các bạn rửa nhiều quá thì nó, hoặc là rửa một viên trong một lần thì cũng được thôi, nhưng mà nó chả giải quyết vấn đề gì. Bao nhiêu là đủ để rửa bát rồi. Đấy. Thế bây giờ các chế độ. Bây giờ nói qua về các chế độ nhé. Các chế độ thì bây giờ mình bật máy lên này. Dí liệt và 3 giây vào đây thì máy nó sẽ bật lên. Bây giờ mình giới thiệu qua các chế độ để cho mọi người cùng biết nhé. Ví dụ đây là chế độ là auto rửa tự động 35 đến 45 độ. Rửa tự động 45 đến 65 độ. Rửa tự động 65 đến 75 độ. Và đây là chế độ super, là kiểu như rửa mạnh, rửa giống như kiểu máy giặt là giặt mạnh ấy. Máy rửa là rửa mạnh, nó phụt nước mạnh lên và nhiệt độ là 60 độ. Thế còn bình thường thì mình hay rửa eco 50 độ, nó tiết kiệm thời gian, nó có thể dài hơn nhưng mà nó tiết kiệm điện nước. Ngoài ra thì có chế độ là rửa night, là kiểu là im lặng để mình đi ngủ đấy. Hoặc là rửa này là rửa cốc chén thì nó kiểu nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ phụt nhẹ hơn để cho nó bảo vệ cái cốc chén. Còn đây là chế độ rửa sơ, ví dụ như các bạn xếp bát vào rồi nhưng mà nó chỉ được ít thôi. Các bạn ấn nút nó rửa sơ đi, nó rửa một tí, một tối về các bạn ăn, các bạn cho thêm bát vào nữa, rửa một thể. Còn đây là nó cài đặt cộng trừ rồi gì đấy. Cài đặt thời gian delay này. Ví dụ như là ấn 3 tiếng, 2 tiếng sau thì nó mới bắt đầu rửa đấy chẳng hạn. Đây là chế độ rửa mà xong nồi, kiểu rửa áp lực, xong nồi nó cáu bẩn lâu thì mình dùng chế độ này. Còn ví dụ mình đang dùng chế độ ở bên này mà nó tầm 3 tiếng chẳng hạn, mình có thể giảm thời gian bằng nút này, 2 tiếng, 1 tiếng vân vân. Hoặc là rửa nửa tải nếu có ít bát. Đây là chế độ khử khuẩn vân vân. Thế ví dụ như cài đặt nhá, con này dùng nó cũng rất là dễ. Ví dụ bạn ấn vào đây 3 giây. Mấy giây nhỉ? Đấy, nó lên cài đặt. Thì cài đặt thì nó có các chế độ, bạn sang phải này, có chế độ là cài đặt thời gian này. Ví dụ bạn ấn cộng trừ là mình kiểu mình thay đổi cái thời gian thực để cho nó về nó đồng giờ đấy. Này, cài đặt cài đặt kiểu 24 giờ, 12 giờ này. Cài đặt hiển thị thời gian này. Cài đặt ngôn ngữ này, chọn tiếng Anh, nó chả có tiếng Việt đâu nhá. Tiếng Anh là dễ nhất rồi. Cài đặt chế độ mà khử nước cứng này. Nói chung là máy nó đang để ở trung bình thì mình cứ để trung bình, mình chả biết nước nhà mình cứng nhiều hay cứng ít. Tiếp theo là kiểu xào hỗ trợ này. Rồi cảm biến này, cài đặt cảm biến này. Rồi những cái gì nữa. Đây là sấy cực khô. Thực ra mình chẳng cần sấy cực khô đâu. Nếu mà cái này để on ấy, bát đĩa nó sẽ rất là nóng vì nó sấy mà, sấy cho nó cực khô mà. Mình chẳng cần nóng lắm. Nói chung là nếu mà để off ấy thì bát đĩa nó cũng vẫn bỏng, vẫn khô rồi ấy, cho nên là không cần. Chế độ môi trường gì tiết kiệm gì đấy. Rồi những cái icon, rồi phông chữ, rồi đây, start program. Mình hay dùng Eco 50 thì mình để ở chế độ Eco 50 thì mở ra bật máy lên nó đã sẵn chế độ, đỡ phải ấn lằng nhằng. Đây là cài đặt âm thanh. Lời chào. Đây là nếu mà cài đặt lung tung quá thì reset về cài đặt gốc. Đấy, như thế là hết rồi. Sau khi cài đặt xong bạn ấn vào nút này 3 giây. Đấy. À, đó là cài đặt xong. Bây giờ mình sẽ nói về thêm một cái nữa.
mình sẽ nói cho các bạn một cái nữa là vệ sinh máy sau rửa nhé. Thực ra nó là máy rửa bát, cho nên là trong quá trình rửa là nước đun nóng lên và sẽ phụt vào hết những cái này rồi. Cho nên là các bạn không cần vệ sinh mấy cái này sau đâu nhé. Trừ khi các bạn nhiều đồ ăn quá nó bám vào thôi. Chứ còn đã rửa bát sạch là nó rửa luôn cả cái này sạch luôn rồi. Đấy. Thế còn bây giờ mình sẽ sử dụng chế độ Eco này. Thôi chả cần thêm gì nữa. Thì mình ấn Start. Đấy, là nó bảo là đóng cửa vào. Mình đóng cửa. Đấy. Thì bây giờ đang là 10 giờ đúng, 10 giờ sáng gần trưa ấy. Thì nó sẽ rửa đến 1 giờ 38, tức là 11, 12, 1, ui, 3 tiếng rưỡi. Để Eco này nó sẽ rửa 3 tiếng rưỡi là xong. Hơi lâu đấy. Nhưng mà thôi, mình không phải làm gì, thì mình chỉ việc ấn nút là mình đợi thôi. Thì tầm đấy thì mình sẽ quay về và mình quay cho các bạn xem là bát đũa cái độ sạch nó như thế nào nhá. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nhá. Cái này là lần rửa bát của ngày hôm sau. Tức là mình hôm qua đi làm về muộn quá. Thế là bát mình vợ mình đã lấy ra rồi. Bây giờ thì mình sẽ tối hôm đấy mình sẽ rửa cái mình đã rửa một cái mẻ khác. Bây giờ mình sẽ rửa ra cho mọi người xem nhá. Mọi người ơi, sờ vào đây vẫn nó bị tê tê này, rất là khó chịu. Đây là mọi người xem cái chất lượng rửa nó như thế nào nhá. Đây đũa này. Đấy. Sạch bong. Sạch bong mà nó lại còn bóng bóng nữa đây nhá. Đấy, cái thìa này. Đây. Sạch đấy. Những cái thìa này, những cái sợi cơm này, kể cả con dao này. Dao mình cho vào đấy rửa thì nó rửa được cả những cái ở chuôi rồi ở lưỡi, nói chung là rửa khá kỹ. Tầng 2 ở dưới là bát. Những cái đồ mà thủy tinh này sạch mà nó còn bóng nữa ấy. Tức là trong này nó có cái chất làm bóng mà thì mình rất là thích. Đây. Nhìn nó bóng bóng luôn. Đây những cái đĩa đó. Rửa xong thứ nhất là sạch, thứ hai là khô. Thì nó hơn mình rửa cái kia. Rửa tay một cái là rửa tay mình úp vào chạn kia thì nó còn nước nó róc xuống rất là khó chịu. Còn ở đây thì nó khô luôn. Mọi người xem. Không còn mùi gì nữa, dù ăn cá đều sạch bong hết. Đây, bát này. Đấy. Bát con này, ở trong đấy các bạn nhìn thấy không? Nó khá là bóng đấy và sạch và không còn mùi. Thế còn ở ngăn dưới nồi niêu. Nồi niêu cho vào đây thì được một cái là sao nó lại mắc. Được một cái là nó rửa luôn cả trong nồi rồi ở phía ngoài nồi, đáy nồi, chuôi tay cầm. Đấy. Ok hết, nó là khô sẵn rồi. Thì mọi người rửa xong thì chỉ việc lúc nào lấy ra dùng hoặc lấy ra úp vào chạn bát thì nó rất là khô rồi. Chỉ ghét một cái máy này là sờ vào nó vẫn tê. Đây này, bây giờ mình đeo dép này thì nó ok này, chứ không đeo dép là sờ vào tê. Mặc dù là đã tiếp địa nhưng mà như là nhà mình không có cái tiếp địa nó thả hẳn xuống đất ấy thì nó vẫn có hiện tượng này. Thế còn đây chỉ tiếp địa được xuống nền này thôi thì nó vẫn chưa ăn thua lắm, nó chỉ đỡ thôi. Bây giờ mình đeo dép thì bình thường, nhưng mà nếu mà lúc nào quên ấy mà đi chân đất ấy là sờ ở đây tê tê rất là khó chịu mọi người nhá. Đấy. Mình đã review xong cái máy này. Nếu mọi người mà có cách tiếp địa hay như thế nào mà chuẩn hơn thì comment chỉ mình với nhá. Rồi, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.